Vâng, xin chào quý vị. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục có một cái con công suất rất là khủng của Sony quý vị nhá, để phục vụ cho mọi người về nghe nhạc đấy. Đây là một cái con cục công suất của dàn chung, là con Sony MD515 nhé quý vị nhá. Vâng, Sony MD515. Đấy. Dòng này thì quý vị thấy là nó sẽ có công suất rất là lớn, nó khoảng tầm gần 100W. Đấy, gần 100W. Đấy. Nên là nó kéo được những cái cặp loa nó bát khoảng tầm 20 đổ xuống rất ok quý vị nhá. Này, bát 20 đổ xuống rất ok. Này. Như em đang ghép đây là một cặp loa của G của Pioneer này, con này là con G720 Vâng. Đấy, thì đang là bát là 20 quý vị nhá, và nó chạy con này thoải mái luôn. Con này nó chạy con đôi này thoải mái luôn. Đấy. Đấy. Công suất đây nhá. Con này thì nó cho được bát oánh rất là sâu và chắc quý vị nghe. Đấy. Với các cái khả năng căn chỉnh thêm cho bát này. Đấy. Quý vị thấy không ạ? Khả năng tăng cường bát rất tốt nha. Đây ví dụ này. Đấy, khi em để cái groover on lên phát thì tiếng bát nó nghe khác hẳn. Đấy. Ngoài ra thì ở trên đây nó sẽ có các cái chế độ equalizer này. Đấy. Lốc này, bóp này, ra này, rồi dance này, rồi sound này, này, action rất nhiều nhá. Rất nhiều chế độ equalizer khác nhau để cho chúng ta là nghe sao cho nó phù hợp với cả cái tai nghe chúng ta nhá. Các chế độ equalizer chỉnh sẵn. Đấy, ok. Em thì em hay thích cái chế độ rock này bởi vì nó tăng cường bass chép nên nghe rất là hay. Đấy. Sau khi ok xong ấn jet rồi. Đấy. Thế là xong rồi. Đấy. Đấy nhá. Đấy. Cái đấy là chế độ equalizer của cái con này. Đấy, xin mời mọi người nghe thử một lần chất âm của cái con Sony MD515 này. Đấy. Về với ta trên suốt nẻo trần mà đường chân ai hay cây đắng đỏ đầy. Kỷ niệm này đã xa khuất tầm tay. Ok, đây là cục của Sony MD515. Đấy. Thì con này có chiều ngang cục là 21cm và chiều sâu của cục vâng. Đấy, chưa tính tản nhiệt đằng sau là 30cm. Đấy, quý nhìn 30cm. Đấy, còn nếu như mà chiều cao đấy, của nó. Đây còn chiều cao của nó đây. Chiều cao của nó là đi 29cm đấy. Còn nếu chúng ta đo cả cái tản nhiệt đằng sau nhá. Đấy, đo cả tản nhiệt đằng sau. Đấy. Em tắt từ cái công suất đã nhé. À, rồi. À, nếu chúng ta đo cả tản nhiệt đằng sau của nó thì là đi đấy, quý vị nhìn này, cả tản nhiệt đằng sau nhé. Đấy thì của nó là đi 36cm. Đấy, 36cm tản nhiệt đằng sau. Đấy, vâng. Đây, chúng ta sẽ quan sát đằng sau luôn. Đấy. 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 Ta thấy là đằng sau đây nó có các cái đầu vào như là đầu vào CSBS game và đầu vào tape. Chúng ta có thể là cắm một trong hai đầu vào này để chúng ta là kết nối với điện thoại với máy tính để chúng ta nghe nhạc như quý vị nhá. Còn ở đây nó sẽ có cả đường vào cho quang nữa, nhưng mà cái này thì em cũng chưa tìm hiểu nên là quý vị về chúng ta tự tìm hiểu nhá. Em bán là cần công suất của cái phần kết nối điện thoại máy tính thôi. Đấy. Vâng, con này thì đây công suất của nó quý vị có thể nhìn thấy là 98W nhá, rất là to. Hàng made in Japan. Made in Japan. Đây. Trở kháng của loa của cái âm ly này là từ 6 đến 16 ôm quý vị nhé. Cầu loa đây, cầu loa để cắm dây loa đây. Đấy. Vâng. Đấy.
Đấy nhá. Thì đây là con Sony MD515 như quý vị thấy đúng không ạ? Sony MD515 nhá. Đấy. Thì đấy là cái đằng sau đúng không? Đằng trước đây. Thì chúng ta muốn chuyển nó sang cái các cái đầu vào tép màu CSBS thì chúng ta sẽ nút function này nhá, nút function đây. Và chuyển nó sang cái đầu vào có tên là CSBS nếu như để nghe nhạc ở cổng CSBS, và nếu như mà cổng tép, các cổng tép thì function chuyển là cổng tép nhá. Thì là tiếng nó sẽ ra được thôi. Vâng, đơn giản vậy thôi. Đấy. Còn về chỉnh equalizer thì chúng ta ấn preset equal này, sau đó bạn nút này. Bạn nút này. Chúng ta sẽ chỉnh được các cái chế độ equal. Đấy. Chúng ta chọn chế độ nào phù hợp xong thì chúng ta ấn enter. Đấy là xong. Thế thôi. Đơn giản quý vị nhá. Đấy. Thì con Sony MD515 này giá của nó là đi. Vâng. Đấy thì đây là cái phần chỉnh equalizer nhá, đấy. Ấn preset EQ này, sau đó chúng ta bạn nút này. Thích cái chế độ nào nghe phù hợp rồi thì chúng ta ấn Z. Đấy, thế nào nó sẽ chọn chế độ đấy. Để ngoài ra chúng ta có thể là có các chế độ như là DBFB và chế độ Groover ở đây để tăng cường bass lên nhá. Để chúng ta có thể là nghe nhiều bass thì chúng ta bật lên, còn nếu không thì chúng ta tắt đi. Đấy. Tùy. Vâng, tùy quý vị. Còn ở đây nó còn cái EBFS gì đấy nữa, nhưng mà cái này quý vị tìm hiểu thêm xem như nào nhá. Em chưa hiểu cái chế độ này là chế độ gì. Vâng, đấy, nút buồn đây. Vâng. Ok. Con này là điện 100V nên quý vị đừng ai cấm nhầm nhé. Còn giá của nó, con Sony MD515 này thì giá của nó sẽ là đi 990.000 đồng cho con Sony này. Quý vị nào ai có nhu cầu mua hãy liên hệ cho bên em. Vâng, số điện thoại bên em là 0966 594 581 và địa chỉ cửa hàng ở tại số 57 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Vâng, xin chào mọi người.